Em xin chào toàn thể cô chú anh chị các bạn yêu Phong Lan ở trên mọi miền Tổ quốc. Em là Nhung bán Phong Lan rừng tại Hải Dương. Hiện tại là phiên buổi sáng ngày 8 tháng 11 năm 2019. Chúc cả nhà có một ngày làm việc thật là hiệu quả và gặt hái được thật nhiều thành công trong công việc cũng như là trong cuộc sống. Và hai số điện thoại mà các bác vẫn thường liên hệ đặt hàng của cơ sở nhà em là 0393 998895 và số điện thoại thứ hai là 0966 121377. Địa chỉ nhà em thì nằm ngay ở số trục đường 38B, số nhà 143, đường Ít Kiêu, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương ạ. Và buổi sáng ngày hôm nay thì nhà em cập bến thêm một số mặt hàng rừng. Đấy, nhưng vừa rồi thì mặt hàng rừng thì cũng khá là khan hiếm bởi vì dân người ta đang đi vào mùa vụ gặt đấy ạ. Và hôm nay thì em cũng đã nhập thêm một số mặt hàng rừng và ngày mai thì cũng sẽ bổ sung thêm. Thì bây giờ đã đủ những nhu cầu mà các bác ép lan rồi đấy. Thì các bác theo dõi ưng mặt hàng nào các bác đặt hàng nhé. Và hình thức chuyển hàng của nhà em là chuyển phát nhanh qua đường bưu điện hoặc ngọc bên Viettel. Khi nhận hàng thì các bác mới phải thanh toán tiền hàng và tiền cước cho bên bưu tá đi phát hàng. Và tiền cước thì được tính theo bảng cước chung rồi ạ. Và khách hàng chi trả tiền cước ạ. Và sau đây thì em sẽ xin phép là giới thiệu qua những mặt hàng trong phiên buổi sáng ngày hôm nay. Thì hôm nay em sẽ quay qua những mặt hàng rừng, mặt hàng kg đầu tiên hàng nhà em mới về nhé. Hàng đầu tiên nhà em vừa về đó chính là dòng bạch nhạn. Hàng hôm nay về xanh mướt luôn. Đấy, lâu lắm mới có hàng mà hàng hôm nay cây vừa và những cây lá xếp rất là xanh như vậy này, đẹp luôn. Và cả một ít quế tím nữa, quế tím hôm nay cũng rất là đẹp này. Đấy, hàng cứ tươi như vậy các bác về các bác ép thì nhìn nó rất là thích mắt. Em bán là 150.000 đồng một cân, cả bạch nhạn lẫn quế tím nhé, đồng giá là 150.000 một cân. Hôm nay thì em có về một chút kiểu vàng. Đấy, chỗ này mà cân 8 ấy, thân nó rất là mập. Em bán là 180.000 đồng một cân kiểu vàng. Cái này thì có gần 2 cân đây. Tiếp theo đó chính là dòng kiều vuông thủy tiên cánh trắng này. Hàng lâu lắm mới về của anh em này, hàng ấy lâu lắm rồi ấy. Phải nói là các bác hỏi hàng rất là nhiều nhưng không có hàng luôn. Cái dòng kiều vuông này, thủy tiên cánh trắng. Hàng này có một đặc điểm là mình kích hoa thì có thể là chơi hoa Tết luôn này. Em bán là 230.000 đồng một cân kiều vuông cánh trắng. Mặt hàng tiếp theo xin giới thiệu mọi người một mặt hàng mới về dành nhà em. Và hàng này cũng là một mặt hàng nở hoa xuân nhé. Hoa của nó màu trắng và họng màu hồng rất là đẹp. Cái này tên gọi là nhất điểm hồng ạ. Em bán là 120.000 đồng một cân nhất điểm hồng. Hôm nay thì về ít sóc lào. Sóc lào hôm nay thì cây nó vừa nhưng mà cây nó khá là tím này, khá là đẹp. Em bán 120.000 đồng một cân. Đấy, hàng mới về nhé, bóc trực tiếp từ rừng luôn. 120.000 đồng một cân sóc lào. Và hôm nay có cả về cả trồn trắng nữa. Trồn trắng, hoa màu trắng tím, vòi hoa khá là dài và đẹp. Em bán là 180.000 đồng một cân. Đấy, trồn trắng, dáng hương trồn trắng. Cây vừa thôi nhé, 180.000 đồng một cân. Hàng mới về đấy ạ. Và tiếp bên đây đó chính là dòng hoàng thảo trúc đen. Hàng này thì hoa của nó màu vàng cánh sáp rất là thơm và hoa rất là siêng hoa. Em bán là 150.000 đồng một cân hoàng thảo trúc đen. Hoa rất là đẹp, mùi hương thơm của nó như cái vị mật ong đấy ạ, thơm dịu ngọt đấy ạ. Và một mặt hàng mà hôm nay nhà em vừa mới về nữa đó chính là dáng hương tam màu sắc ạ. Đấy, dáng hương tam màu sắc hôm nay là hàng lá xếp nhé. Hàng lá xếp bản lá ngắn rất là đẹp, có cây nó nhỏ nhỏ như vậy thôi. Nhưng mà cái bản lá xếp rất là đẹp này. Đấy, dáng hương tam màu sắc lá xếp hôm nay em bán là 220.000 đồng một cân nhé. Hàng hôm nay thì bản lá ngắn, bản lá lại còn rất là dày luôn, nhìn rất là dày dặn này, 220.000 đồng một cân này. Đấy ạ, dáng hương tam màu sắc lá xếp 220 một cân. Đấy, hàng đẹp, lô hôm nay về lá cực kỳ là dày luôn. Mặt hàng tiếp theo xin giới thiệu mọi người đó chính là dòng đai châu rừng bóc trụ này. Hàng rừng bóc trụ thì bây giờ số lượng cây thì sẽ rơi tầm khoảng 3, 4, 5, 6, 7 cây một cân. Và thời điểm này đai châu rừng bóc trụ là đang sưng nụ nhé. Các mắt nụ thì đang sưng rồi và các bác về là các bác có thể chơi hoa năm nay luôn. Tuy nhiên thì cái loại mà càng nhỏ cây một cân ấy thì cái loại đấy thì tỷ lệ lụ nó sẽ ít hơn một chút. Hàng hôm nay thì em bán là 630.000 đồng một cân. 630.000 đồng một cân giảm giá cho các bác nhé, 630 một cân ạ. Đây, còn số lượng ít thôi, hàng này bán cũng khá là chạy hàng. Và bác nào đặt từ 2 cân trở lên thì em để là 610.000. Hôm nay bởi vì số lượng còn ít thì em bán giảm giá luôn ạ. Mặt hàng tiếp theo xin giới thiệu mọi người đó chính là dòng quế trắng tháng 8. Hàng này thì để cho các bác làm giống này. Hàng này cũng là dòng quế xếp ấy. Tuy nhiên thì hàng còn số lượng ít thì em bán là 350.000 đồng một cân, 350 một cân. Đây, bán giá lỗ luôn. Bình thường quế trắng tháng 8 hàng xếp này rơi vào tầm khoảng 600 đến hơn 600.000 đồng một cân nhé. Đây, em có một ít hoàng nhạn tháng 4 nhưng hàng này nó hơi xấu để cho các bác về làm giống này. Hàng này em bán là 200.000 đồng một cân.
hàng thanh lý luôn. Hàng này nó hơi mất nước, ngày mai thì em sẽ về cái lô hàng nhận tháng 4 hàng hàng mới nhá. Cái này các bác cũng lấy cái hàng thanh lý này thì về các bác làm giống thôi ạ. 200.000 đồng một cân. Đây ạ, còn một ít hương vani này. Chỗ này em bán là 30.000 chỗ hương vani này. Còn một ít về cho các bác làm giống. 30.000 hương vani nhá. Em có một cái rể kiếm tiên vũ hàng hàng này là hàng hàng rể nhưng mà cái khúc gốc của nó khá là to. Loại này em bán thanh lý là 50.000 một cân này. Chỗ này chắc tầm 3-4 cân thì không rõ. 50.000 một cân, cái rể khá là to này. Tiếp theo đây đó chính là hoàng lạp này. Hoàng lạp em đang bán thanh lý là 80.000 đồng một cân. Đấy, có những cây của giả hành khá là to, 80.000 đồng một cân ạ. Em có một cái mớ hàng lẫn, nói chung là chỗ này nó sẽ hơi thập cẩm này. Cả kiều tím này, kiều tím thân lùn này cũng khá là nhiều này. Ở trong đây thì có cả trồn sóc, rồi nhất điểm hồng, rồi tam bảo sắc. Đấy, cả chỗ mớ này. Em bán là 150.000, 150.000 cái chỗ mớ này nhé, cho các bác về làm giống này. Và tiếp theo đây thì em sẽ đi giới qua giới thiệu những mặt hàng thuần của dân nhà em. Thời điểm này thì đa phần em sẽ lấy những mặt hàng mà để các bác chơi hoa xuân, hoa Tết, chơi luôn năm nay. Đấy, thay cho những cái loại hoa thông thường khác như là hoa hồng hay là hoa cúc như bình thường ấy ạ. Và trước mặt các bác đây đó chính là dòng đai châu hoa màu tím, là một dòng đai châu mới của dòng đai châu Thái. Và hiện tại thì cây cũng đang sưng nụ rồi. Đấy, cây này đang sưng nụ nhá. Và lưu ý với các bác này, bởi vì cũng có một số phản hồi các bác khi các bác đặt hàng nhà em đấy. Tại vì đai châu đợt này em lựa cho các bác đi đều là những cây có nụ, nên khi các bác nhận hàng em vẫn cho các bác kiểm tra hàng trước khi nhận hàng. Và có một lưu ý là có những cây nụ của nó chỉ hơi sưng một chút thôi, hơi sưng hơi nhú nhú ấy. Nếu các bác không có kinh nghiệm thì các bác nhìn sẽ không bao giờ nhìn thấy nụ của nó. Nên các bác khi các bác nhìn này, cái kinh nghiệm của mình phải vạch ở chỗ phía dưới gốc của nó này, từ gốc vạch lên đấy ạ. Cái nụ của nó này có những nụ mình nhìn rất là rõ, nhưng còn những nụ nó chỉ hơi hé hé thôi. Đấy. Nhiều bác thì rõ ràng là em nhìn khi nhìn gửi đi cho các bác là có nụ rồi, nhưng các bác đến nơi các bác không nhìn rõ, hoặc là các bác không biết cách nhìn nụ nên là cứ khăng khăng đó là chính là cây không có nụ ấy. Thì cái này rất là bên em rất là khó xử lý. Đấy. Nhiều khi bên em gọi là bổ là các bác là bật video lên để em thực thế em trực tiếp em gọi điện để cho chỉ cho các bác cái nụ, nhưng các bác không bật thì em cũng chịu chết, nói mồm thì không nói được. Đấy. Nhưng đảm bảo gửi đi là gửi đều cây có nụ nhá. Đây là dòng đai châu tím này, hoa tím. Dòng đai châu tím thì đa phần nụ nó nhiều hơn là cái dòng đai châu hồng cánh sen tí em giới thiệu các bác. Và loại này thì cây khá là to và là dòng dễ gió ạ. Em bán là 250.000 đồng một cây. Đây ạ, trước mặt các bác đây đó chính là dòng đai châu hoa tím này. Đấy. Hoa của nó ấy, hoa của nó tím đấy ạ. Đây là chỉ là một gồng hoa của nó mà cũng đã sai hoa như vậy rồi nhá các bác nhá. Các bác về có thể là trồng trên một cái chậu và cho thêm vỏ thông vụn vào rồi. Đấy, 250.000 đồng một chậu. Một chậu một cây này. Tiếp theo đó chính là dòng đai châu hồng cánh sen. Đai châu hồng cánh sen thì lô đợt này đấy ạ. Đây là dòng cây nhỡ nhá các bác nhá. Đây là dòng đai châu hồng cánh sen, là dòng cây nhỡ và là một dòng đai châu VIP của dòng đai châu Thái ạ. Đây là cây đai châu hồng cánh sen, hàng cây nhỡ nhá các bác nhá. Hàng cây nhỡ thì cây nó vừa nhỏ nhỏ thôi để các bác sưu tầm giống thôi ạ. Nó không phải là dòng cây to. Cây to chậu gỗ thì thông thường nó sẽ rơi tầm 700-800, thậm chí là triệu rưỡi, 2 triệu một cây cả. Cái này thì nó vừa túi tiền với mình. Dòng nhỡ này thì cũng có cây, lô đợt này thì cũng có cây có nụ, cũng có cây chưa, nhưng đảm bảo lô hôm vừa rồi em gửi đi cho các bác 100% là hàng có nụ. Đấy ạ. Cái nụ của nó thì các bác cứ vạch từ phía dưới gốc lên. Đấy ạ, cái nụ này thì nhìn khá là rõ này. Có những nụ thì nhìn nó không được rõ cho lắm. Đấy ạ, có những nụ đây, nụ nó nhìn khá là rõ. Và lô đợt này thì cũng có cả có cây nó cũng hơi chưa sưng nụ ấy, có nghĩa là nó ra nụ hơi chậm một chút, nhưng mà cây cũng khá là to. Thì lô đợt này em bán cũng là 250 một cây, nhưng mà tuy nhiên các bác mà đặt số lượng từ 3 cây trở lên thì em sẽ để với giá là 230.000. Đấy, 230.000 đồng một cây nhá. Đấy, hồng cánh sen, đai châu hồng cánh sen ạ, dòng đai châu VIP của dòng đai châu Thái. Tiếp theo là dòng kiếm vàng, kiếm vàng Thái này. Còn duy nhất 4 cây này, hàng đẹp luôn. Đấy. Hàng lô kiếm lần này, lô nó đẹp lắm, nên là các bác ủng hộ khá là nhiều. Đấy ạ. Em bán là 200.000 đồng một cây thì nó sẽ rơi tầm khoảng 2 đến 3 tép. Đấy. 2 đến 3 tép nhé. 200.000 một cây, đặt từ 2 cây là 190.000. Mặt hàng tiếp theo giới thiệu mọi người đó chính là dòng cát lay da. Cát lay da hiện tại em còn cát màu đỏ này. Cát hoa màu đỏ thì rất là đẹp, tí em giới thiệu mặt hoa nhé.
Cát hoa màu hồng nhạt này, hồng nhạt. Đây, hoa hồng nhạt đây. Hồng nhạt còn 3 bầu. Tiếp theo nữa là cát màu trắng ạ. Cát màu trắng. Cây màu trắng thì nó lùn lùn hơn. Đấy. Và cát màu tím. Cát tím ạ. Em chỉ còn đâu đó tầm 4 đến 5 màu nữa thôi. Và sau đây thì em xin phép là giới thiệu mặt bông nhé. Hẹn các bác tầm khoảng 3-4 hôm nữa thì nhà em sẽ về bổ sung thêm nhiều loại lăn cát mà phục vụ nhu cầu các bác đa dạng mặt hàng hơn. Đây ạ, trước mặt các bác đây đó chính là dòng cát màu đỏ này. Một mặt hàng bán rất là chạy hàng này. Màu đỏ thì thông thường sẽ tượng trưng như những cái gì đó may mắn nhất đúng không ạ? Nên được các bác ưa chuộng nhiều hơn. Màu cát tiếp theo đó chính là màu cát tím này. Đây ạ, màu cát tím này ạ. Màu cát tiếp theo đó chính là màu hồng nhạt. Cái này gọi là hồng phấn đấy ạ. Cánh của nó hơi hồng phớt này và họng của nó màu hồng đậm. Đây là cát màu hồng nhạt rất là đẹp. Và cuối cùng là dòng cát màu trắng, hoa màu họng màu vàng đấy. Còn 4 loại đấy. Và em xin phép báo giá là cát em bán là 200.000 đồng một cây. Đặt từ 3 cây bất kỳ em để là 190.000 đồng một cây nhá. Cát này thì một chậu của nó cũng khá là nhiều tép này. Nó khá là nhiều tép. Và mặt hàng tiếp theo xin giới thiệu mọi người đó chính là dòng Dendro nắng. Đấy, mặt hàng hot hit và chơi thời điểm Tết. Bây giờ là các bác sưu tầm là vừa rồi, các bác kích hoa là chơi Tết rồi ạ. Và loại này thì hoa bền lắm, mình chơi hoa từ 2 tháng, có thể chơi đến 2 tháng liền cơ. Nó không khác gì cái dòng hoa giấy của mình đúng không ạ? Và Dendro nắng hiện tại nhà em thì có tầm khoảng chục loại, hơn chục loại. Và sau đây thì em xin phép là giới thiệu qua từng loại nhé. Như hôm qua thì em đã bắt đầu em giảm giá cái dòng Dendro nắng này rồi. Bởi vì hôm vừa rồi em nhập số lượng nhiều quá. Và vài hôm nữa thì gia đình em, à không phải gia đình em mà là em có chút việc bận ấy, thì em muốn đẩy luôn cái lô này đi thật là sớm để em có thể là em có thời gian hơn. Ở trước mặt các bác đó chính là dòng Dendro nắng banana. Tất cả Dendro nắng em đã giảm giá còn 90.000 đồng một chậu thôi ạ. Thông thường sẽ là 100.000 đồng một chậu. Và các bác mua từ 4 chậu bất kỳ trở lên em sẽ để với giá là 85.000. Mua từ 10 chậu trở lên em để giá là 80.000. Đấy, giá cực kỳ là hữu nghị với các bác. Bình thường so với giá bình thường các bác mua thì giá thành nó giảm hơn rất là nhiều rồi. Đấy, lô đợt này là em đẩy sớm để em có thể là vài hôm nữa em đi đám cưới ạ. Đây ạ, trước mặt các bác đây đó chính là bò tím nhá. Cái mặt hàng là hot thì em sẽ giới thiệu đầu tiên này. Bò tím là một mặt hàng hoa hot bởi vì nhìn cái thân lá của nó rất là đẹp. Cây của nó đây. Người ta vẫn thường gọi là bò tím lá mít đấy ạ. Cây của nó khá là tròn lá và hoa của nó màu tím đậm rất là đẹp. Đấy, đây là dòng bò tím này. Mặt hàng tiếp theo cũng bán khá là chạy hàng và một loại hoa thơm nữa đó chính là banana. Banana thì em xin phép là cho các bác xem cái mặt bông của banana. Hoa nó màu vàng. Vàng tươi rất là đẹp. Và hiện tại thì tất cả những cây này là cây tơ. Dòng này dòng cây tơ. Dòng cây tơ và hiện tại thì đang sưng nụ nhé các bác nhé. Đây cái nụ của nó này. Có những nụ nó hơi nhú nhú như vậy. Gửi đi xa thì em chắc chắn em sẽ lựa cho các bác những cây mà ngồng nụ nó ngắn thôi. Hoặc là nó đang thất ngọn chuẩn bị sưng nụ. Chứ còn ngồng nụ dài thì hẹn các bác là đến tận nhà. Thì các bác lấy về thì nó hợp lý hơn, nó đỡ bị ảnh hưởng hơn. Tiếp theo đó chính là dòng bò vàng. Cũng lại một mặt bông màu vàng nữa. Hoa màu bò vàng đây ạ. Em giới thiệu các bác cái mặt bông của nó nhé. Hoa của nó khá là siêng bông. Đây đây ạ. Đây là mặt bông của bò vàng này. Một màu hoa màu vàng nữa. Đó chính là hoàng long. Hoàng long thì cây trạng cây của nó cao hơn thì dòng bò vàng. Bò vàng thì thân nó lùn hơn. Nhưng lùn thì tương xứng với cái là nó cũng khá là nhiều nhánh. Đây là dòng bò vàng. Còn đây là hoàng long thì cây nó cao hơn nhé các nhá. Cũng có cây hoàng long nó màu nó ngắn hơn nhưng nó lại nhiều nhánh hơn. Đấy. Đây là mặt bông của hoàng long này, hoa của nó vàng nhạt hơn. Đây ạ, mặt bông của hoàng long đây. Và cũng là một màu vàng nữa, xin giới thiệu mọi người đó chính là pensoda. Pensoda hoa của nó phải nói là không thể trêu một chút nào luôn ạ. Hoa màu vàng tươi và rất là siêng hoa. Đây là pensoda đấy ạ. Đấy. Hoa nó rất là đẹp đúng không ạ? Nó có một cái điểm ở giữa ấy. Nó tạo ra cái bông hoa của nó rất là đẹp. Pensoda hoa màu vàng. Tuy nhiên thì dòng Pensoda thì bản chất cái cây này nó khá là lùn nhá, khá là lùn. Khi các bác lựa chọn tùy loại Dendro thì các bác lưu ý giúp em là có những cây thì bản chất cây nó lùn như vậy rồi, muốn nó cao nó cũng không thể nào cao được. Những cây này nó thất ngọn này, đấy. Đã lùn nó chỉ lùn lùn như vậy thôi, chứ mình không thể so sánh với một cây thỏ nâu này. Cây nó có thể gấp 2 gấp 3 lần cái cây Pensoda thì mình không thể so sánh như thế được. Mình chơi loại hoa nào thì mình lưu ý giúp em là cái tặng cây nó chỉ được như vậy thôi nhá. Đây là Pensoda.
Còn đây là thỏ hồng này, thỏ hồng, hoa của nó đây. Hoa của thỏ hồng đấy ạ. Nở khá là bền, hoa rất là lâu rồi. Cây thỏ hồng là cây tơ đấy. Đa phần một chậu nó sẽ tầm khoảng 2 thân và đẻ ra một nhánh nhỏ nhỏ ở phía dưới. Đây là thỏ hồng ạ. Tiếp theo đó chính là Uragwan. Uragwan cũng còn số lượng ít đây này. Uragwan đấy ạ. Bông của nó đấy ạ. Đấy. Rất là đẹp. Và một mặt hàng mà chơi cả thân cả lá cả hoa đó chính là rồng xanh. Cái rồng xanh lá của nó rất là cúp cúp đẹp này. Thân lá rất là đẹp. Rồng xanh thì hoa nó màu xanh nhá. Và sau đây thì em xin phép là giới thiệu cái mặt bông của rồng xanh. Hoa của nó cũng là một loại hoa rất là đáng sưu tầm. Hoa màu xanh nhá. Đây là rồng xanh đấy ạ. Và tiếp theo nữa một mặt hàng nắng nữa đó chính là nắng 4N. Cái này thì nắng khá là truyền thống. Nắng 4N đấy ạ. Đây một mặt bông nắng 4N. Và bên đây thì có cả nắng hổ mang. Nắng hổ mang thì số lượng còn ít thôi ạ. Nắng hổ mang thì nổi tiếng là bông khá là to. Hoa màu tím đậm rất là đẹp. Đó chính là nắng hổ mang ạ. Đây là nắng hổ mang nha các bác nhé. Còn màu tiếp theo, màu một màu đó chính là tím Huế. Đây ạ, hoa của nó khá là siêng hoa. Đây cái bông của nó này, tím Huế này, hoa rất là siêng nhé các bác nhé. Hoa tím Huế thì hoa của nó có một cái mặt bông mà nhà vườn người ta chụp lại cho em. Đó, đây là mặt bông của tím Huế này. Đấy. Và tiếp theo đây đó chính là dòng An Ba Xưa, là một dòng cây tơ rất là đẹp. Đây ạ, hoa An Ba Xưa nở trực tiếp đây. Cho các bác xem luôn cái dòng An Ba Xưa, hoa màu rất là đẹp. An Ba Xưa cây tơ rất là cao nhé. Và phía dưới đây thì em có đó chính là Cesaret, một màu hoa màu tím đậm. Cesaret cũng là một cây cao và cây tơ rất là đẹp. Một số cây thì đang sưng nụ hoa này. Và cuối cùng là Robert hoa thơm. Robert hoa thơm. Cái này thì không thể che chỗ nào rồi. Lô Robert hôm nay cũng lô đợt này về cũng rất là đẹp, nhiều nhánh. Đấy, Robert hoa thơm. Và em xin báo lại giá là tất cả dòng Dendro thì em đang bán giảm giá là 90.000 đồng một cây. Các bác mua từ 4 cây bất kỳ trở lên em giảm giá còn 85.000. Mua từ 10 cây giảm giá duy nhất là còn 80.000 đồng một cây thôi, giá cực kỳ là ưu đãi. Tiếp theo thì xin giới thiệu mọi người đó chính là năm cánh trắng Thái Bình. Đấy, hàng gieo hạt hiện tại thì cây chỉ còn loại này chỉ còn số lượng rất là ít thôi ạ. Hàng này là hàng sưu tầm nhé. Em bán là 280.000 đồng một chậu, 280 một chậu. Có những chậu này thân nó rất là nù và đẹp. 280 một chậu năm cánh trắng Thái Bình. Và đây là trầm cửu long đại ạ, trầm cửu long đại. Và có một cái đặc điểm mà rất là đặc biệt của dòng trầm cửu long đại là cái chiều dài thân của nó khi mà nó phát triển, nó trưởng thành ấy, nó có thể rơi đến tầm 2 đến 3 mét đấy ạ. Đây là một điều rất là đặc biệt của dòng trầm cửu long này. Em chỉ còn có loại một thân thôi. Loại một thân thì nó rơi tầm khoảng 60 cm. Ba găng tay của em này. Và em bán với giá là 260.000 đồng một chậu. Hàng này bán giá cực kỳ là ưu đãi rồi các bác ạ. 260.000 đồng một chậu trầm cửu long đại. Tiếp theo đó chính là dòng hồ điệp. Hồ điệp em còn cái màu đỏ phượng hoàng. Đây ạ, hồ điệp đỏ phượng hoàng đấy ạ. Bán thanh lý 80.000 đồng một cây. Số lượng còn tầm khoảng gần chục cây thôi. Bán thanh lý để vài hôm nữa em nhập cái lô hàng mới và đa dạng hơn. Và phía tiếp bên đây đó chính là hương cát cát, địa lan hương cát cát, hàng đăng nụ hoa này. 250.000 đồng một chậu. Mua từ 2 chậu trở lên là 230.000 đấy. 230.000, chậu này là chậu bự nhá các bác nhá. Chậu này là chậu bự đấy ạ. Chậu đợt này thì cây nó khá là bự. Dòng này thì bông của nó rất là to, rất là đẹp. Hoa của nó siêng hoa. Địa lan hương cát cát. À em vẫn còn dòng Dendro, đó chính bao gồm là dòng anten và cái dòng cánh chuồn. Em quên mất em không quay là phía ở bên ngoài đây. Đấy. Còn đây là Zaza Mini này, 60.000 đồng một chậu. Đấy. Loại này đẻ nhánh rất là nhanh. 60.000 đồng một chậu. Hoa của nó khá là bền và được cái là siêng hoa. 60.000 đồng một chậu nha các bác nhé. Năm cánh trắng họng hồng. Tiếp theo xin giới thiệu mọi người đó chính là dòng năm cánh trắng họng hồng. Hàng này thì nó có những cây đã thất ngọn rồi và có những cây đang chuẩn bị thất ngọn. Hàng này là hàng chơi Tết năm nay luôn đó các bác nhé. Năm cánh trắng họng hồng, hoa rất là đẹp. Dòng năm cánh trắng nào thì em thấy là cái mặt bông của nó cũng đẹp, khá là đẹp như nhau ạ.
Mỗi loại thì các bác nên sưu tầm một chút. Em bán là 230.000 đồng một chậu, một thân 230 một chậu. Mua một cặp là 450 nhá, 450 các bác lấy một cặp. Và tiếp theo đây thì em vẫn có những cái chậu giả hàng Pháp, hàng cây giống này, hàng cây giống rất là nhiều thân. Đấy, hàng này thì các bác để sưu tầm làm giống thôi, dòng giả hàng Pháp này này. Một chậu như vậy em bán là 150.000 đồng một chậu, giả hàng Pháp, hàng cây giống nhá. Tiếp theo là dòng giả hàng Hawaii màu trắng ạ. Hàng này thì một chậu của nó khá là nhiều thân, em đang bán với giá là 250.000 đồng một chậu. Hàng đẹp luôn, 250 một chậu. Năm cánh à quên, giả hàng Hawaii màu trắng này. Và tiếp bên đây thì em còn duy nhất một chậu, đó chính là cút sắc thiên hương. Mặt bông thì quá là xuất sắc rồi, không thể chê một chút nào. Và hàng này thì em chỉ còn duy nhất một chậu này. Tuy nhiên thì nó cũng hai ngồng hoa, nhưng cái ngồng hoa, một ngồng hoa của nó chuẩn bị trột nụ rồi. Còn dĩ một ngồng hoa này về các bác có thể chơi hoa này. Em bán thanh lý là 250 một chậu này. Bình thường giá thành nó sẽ chơi 300.000 đồng một chậu đấy ạ. 250 về các bác làm giống nhá. Hàng dòng địa lan này nó đang mọc, đang đẻ nhánh khá là khỏe. Và tiếp theo thì em sẽ đi qua một số giỏ giả hàng hoa hồng đỏ, hàng khủng nha em nhé. Hàng khủng này thì nó rơi vào cái bề ngang của cái chậu, nó sẽ rơi tầm 40 đến hơn 40 cm. Và một bảng của nó sẽ trung bình tầm khoảng 15-16 thân. Và nếu các bác chia ra đầu ngọn ấy, thì giá thành nó rất là rẻ thôi ạ. Nó chỉ đâu đó tầm 70 đến 80.000 đồng một thân thôi. 80.000 đồng một thân. Đầu năm những cái hàng cốc cây giống này nó đã rơi tầm 60.000 rồi. Và thời điểm cuối năm hàng chơi hoa Tết mà chỉ có 70-80.000 một đầu ngọn như vậy thì giá thành rất là rẻ. Cái này các bác phải chia ra, các bác tính ra bình quân đầu quân, bình quân một thân ấy, thì mình mới so sánh được. Và em nghĩ là cái thời điểm này mình nhập thì nó không có lý do gì mình không nhập một cái chậu giả hàng hoa hồng đỏ, hàng chơi Tết như vậy, rất là đẹp. Hàng này 100% là hàng thân tơ nhé, khi ra hoa thì rất là tuyệt vời luôn. Đây là một mặt bông bói đây, một mặt bông bói nó nở lại trực tiếp này, hoa của nó đã màu hồng đậm, rất là đậm rồi. Em ký hiệu là HHD nhé, tức là hoa hồng đỏ này. Em còn hình số 9, 15 thân, 1 triệu đồng. Chiều dài thân trung bình phải ít nhất là 70 cm. Đấy, có những một số thân nó ngắn hơn nhưng nó không đáng kể. 17 thân này, à 15 thân 1 triệu đồng. HHD9. Tiếp theo đó chính là HHD8 ạ. Loại này thì em bán là 15 thân, cũng 15 thân 1.050.000. Có những thân nó dài hơn, nhỉnh hơn một chút thì em bán là 1.050.000. Đây ạ, cây nó khỏe đến nỗi là một số cây nó còn lên ki cơ. Đấy. Được rất là nhiều giống. Về các bác có thể tách ra các bác ươm ki. Đây là HHD1 16 thân. Hàng không thể chê một chút nào, thân đẹp. 1.100.000. Và HHD3 20 thân. Giò này tận 20 thân ạ. 1.250.000. Các bác cứ chia bình quân ra nhất thì hàng nó quá là rẻ đối với mua một cái giò nhỏ ấy. Giò nhỏ thì em cũng có, nhưng nếu mà tính ra chia bình quân đầu quân ấy, thì cái loại này thì các bác mua được rồi, hơn rất là nhiều. 1.250.000 HHD3. Và em chỉ còn duy nhất một giò cuối cùng nữa là HHD4 16 thân 1.1.000. Đấy. 1.1.000 16 thân. Hàng siêu đẹp luôn. Và tiếp theo đây thì em xin quay qua một số chậu trồng rồng đỏ. Em còn 3 chậu này. Chậu này là chậu trầm rồng đỏ số H3 5 thân 1.150.000. Thân nó mập ú, của thân này nó phải mập hơn ngón tay cái của em này. Đấy, 5 thân 1.150.000. Hàng chơi hoa Tết nhá. Đây này. Có những cây là nó đã xuống lá rồi các bác ạ. Năm nay thì chỉ tầm khoảng thời gian nữa thôi là bắt đầu các mắt nụ đây nó sưng lên, nhìn nó đẹp lắm. Hoa trầm rồng đỏ thì không phải nó chê chút nào rồi. Năm nào những cái hàng này đều ở bán chạy hết ạ. H1 này, 5 thân 950. 2 thân dài, 3 thân ngắn hơn một chút. Hàng thắt ngọn rồi. Đấy, chỉ đợi thời điểm sưng nụ hoa thôi. Và tiếp theo đây đó chính là H4 5 thân 1.050.000. Tính ra thì chưa đến 250 một thân. Trung bình cuối năm thì đa phần nó sẽ rơi tầm 250 một thân. Một thân đấy ạ. Và những cái thân dài thì người ta sẽ tính như cái giá tiền khác. Cái này thì em bán solo trung bình một chậu như vậy, cả ngắn cả dài thì em cứ tính theo cái nào cho nó hợp lý nhất là được. H4 5 thân 1.050.000. Và tiếp theo thì em còn 3 chậu giả hàng hồng ngọc. Hồng ngọc HN1 này 3 thân
400.000. Em có cả giò khủng nhá. Cái hồng ngọc này thì cái riêng cái giống này của nó nhập vào thì đã rất là cao rồi, chứ huống hồ những hàng mà chơi Tết như vậy. Nếu tính ra với giá thành 400.000 ba thân thì đâu đó chỉ rơi tầm khoảng 140 một thân thôi, cả dài cả ngắn thì giá nó rất là hợp lý rồi. HN1 400.000, giải hạc hồng ngọc. Hồng ngọc thì cây của nó hoa nó cánh bầu hơn, cánh bầu hơn là so với những cái dòng khác. Tiếp theo đó chính là HN3 cũng 3 thân 400.000. Cũng 3 thân, hàng thắt ngọn xuống lá hết rồi nhé các anh nhá. Đây là hàng nó xuống lá này, 400.000. Đây còn một chậu nữa. Còn một chậu 2 thân này nữa. Là HN2 330.000. Hình như chậu này có khách đặt rồi. Chậu này như có khách đặt rồi. Đây chậu này em để lại này, có khách đặt rồi. Và tiếp theo đó chính là chầm DH77. DH77 hiện tại em còn một số giò như sau. Hoa của nó màu cánh viền rất là đẹp. B6 này, 2 thân 700.000. 2 thân 700.000, D6 ạ. Tiếp theo là B7. 9 3 thân 850. Đây. 3 thân 850. Tiếp theo đây đó chính là B4 3 thân 1 triệu đồng. 3 thân này nó dài hơn, đẹp hơn. Tiếp theo nữa đó chính là B2 3 thân 850. 3 thân 850 ạ. Và tiếp theo nữa đó chính là B5 2 thân 620.000 ạ. 620.000. Và đây là B3 2 thân 700.000. 2 thân 700.000. Đấy. Thân của nó một thân nó rất là dài, thân này cũng phải đến 70 cm rồi. Và tiếp theo nữa đó chính là B8 950.000 ba thân. Đây, thân này đang sưng nụ rồi các bác này. Đấy. Em còn một số là giò đấy. Và một mặt hàng nữa rất là mới xin giới thiệu mọi người đó chính là năm cánh ám Đài Bắc. Loại này thì một chậu một thân của nó rất là dài đấy ạ. Chỉ có 280 một chậu, thân phi điệp rất là đẹp, thân nù như vậy này. Giá thành rất là đẹp như vậy. Đấy, 280.000 đồng một chậu. Hàng đẹp luôn nhé các bác nhé. Em còn duy nhất hai chậu cọp đỏ này, hàng bán thanh lý này, 200.000 đồng một chậu, bình thường là 250. Còn hai chậu về cho các bác làm giống này. Một số nụ hoa của nó hơi bị tàn rồi, có những nụ này nó chuẩn bị nó nhú này. Về các bác chờ nụ mới các bác chơi hoa nhé, 200.000 đồng một chậu. Đây ạ, em có tầm 3 giò Dendro mắt đen. Hàng chơi hoa sân hoa Tết này. Trung bình 650 một giò. Để hàng đã xuống lá thắt ngọn và đang đẻ kỳ rất là khỏe này. Dendro mắt đen. Cứ 650 một giò nhé, em bán trung bình như vậy. Đấy, hàng rất là nhiều thân. Và em còn duy nhất 5 giò giả hạc hồng ngọc. Đây là hàng khủng ạ. Hàng lúc nãy em giới thiệu các bác những cái giò tầm 350 đến 400 thì hàng đấy thân nó ngắn. Nó chỉ đâu đó rơi tầm khoảng 50 đến 60 cm thôi. Còn đây là những cái giò mà thân của nó rất là dài, có thể rơi tầm 1 mét, hơn 1 mét. Sau đây thì em sẽ quay qua từng giò và em có cả cái thước đi kèm để các bác có thể dễ hình dung hơn nhé. Và giả hạc hoa hồng đỏ. Đây ạ, HN4 này. Đầu tiên thì em giới thiệu các bác đó chính là giò HN4. Giò này gồm 6 thân, 1.450.000. Đây cái thước của nó đây. Đây cái thước mét của nó ạ. Thân dài nhất rơi tầm 1m1. Đấy. Rất là nhiều thân, giò này gồm 6 thân này. Tiếp theo là HN5. HN5 bên đây. HN5 ạ. Cái này gồm 7 thân, cũng 1.450.000, trong đó thì 4 thân dài và 3 thân nó ngắn hơn một chút. Đây, 1m1, hơn cả 1m1 luôn. Gần 1m2, cái thân dài nhất gần 1m2. Còn 3 thân này nó nhỏ hơn một chút này, 3 thân 1, 2, 3 này. Tiếp theo bên đây thì đó chính là HN10. 1, 2, 3, 4, 5 thân, 6 thân. 2, 4, 6 thân dài, một kỳ nhỏ này, kỳ nhỏ này này. Giò này thì 1.350.000. Đây. Kích thước mét của em nhé.
Đây là mét mút này. Đấy, thân đến đây này. Còn có ngọn này nó dài hơn đây này. Em chưa kéo thước này, nó phải rơi tầm mét 2, mét 3 này. Giò này 1.350.000. HN78 thân 1.900.000. Giò này thì thân khá đều nhau. Đây, mét mút này. Có những thân nó dài hơn cả thước mét. Đấy. Tính ra trung bình nó chỉ rơi tầm khoảng 250.000, chưa đến 250.000 một cái thân chơi hoa như vậy. Nó rất là hợp lý, rất là rẻ rồi. Hàng này giống cây của nó rất là cao rồi, nên là nhà vườn người ta xuất cái lô này em thấy là khá là hợp lý. Và có một cái giò này thì em lại đánh ra chữ hiệu là chữ O. Cái này lại là O4 này. Cái này hôm vừa rồi thì còn một giò em quên mất em treo ở vườn này. O4. Giò này em ký hiệu chữ O nhé. 5 thân 1.200.000. Đây cũng mét mốt 1.200.000. Có tầm khoảng 5 giò giả hạc hoa hồng đỏ, hàng khủng để... À đây là giả hạc hồng ngọc, quên mất. Nhiều loại giả hạc quá. Đây là hàng giả hạc hồng ngọc nhé. Hoa hồng đỏ thì thân nó ngắn hơn, nó rơi tầm 70, 80, 90 cm thôi. Còn hồng ngọc thì nó rơi tầm khoảng cao nhất của nó có thể rơi tầm hơn mét. Đấy, các bác đặt loại nào thì bác bảo em ạ. Em còn một số khóm đó chính là hoàng kim hương mỹ nhân này. Hàng này là hàng bầu này. Tuy nhiên thì hàng về cho các bác sưu tầm làm giống thôi. Bán thanh lý 180 một bầu. Hàng này em nhổ ra để cho nó đỡ nặng tiền cước các bác. Cái hàng này tiền cước đi nó khá là nặng. Đây mặt bông của nó đây, hoàng kim hương mỹ nhân này. Đây là dòng địa lan nhé. Thông thường nó phải chơi hơn 300.000 đồng một bầu đấy ạ. Trên đây là toàn thể những mặt hàng trong phiên buổi sáng ngày hôm nay nhé. Các bác đặt hàng liên hệ với em qua hai số điện thoại 0393 998895 hoặc là 0966 1213777. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo ạ.